giờ mình lên chùa. Anh lên. Đó, đoàn mình đi tới rồi nè. Mấy cô mấy chú đi tham quan lên. Đó bây giờ mình đang cả nhà, giờ mình đang lên núi nha. Núi nha. Mấy phút à? Chị có đi mẫu được cho bà đi xem ra. Được mà hả bà Tư? Rồi. Sao mà mấy bà nào đi mấy bà kia nói đã nói rồi. Bà chị sao mà đi nổi? Nói chuyện mấy bà kìa, thôi đi tắm biển mấy bà mặc đồ sờ lõn hết kìa, giờ thôi đi chùa sao mấy bà vô? Trời đất ơi. Đó, mình leo nha. Nè. Có đi rồi hả? Dạ. Em có đi rồi hả? Coi thấy gần rồi. Lên khúc này nữa tới rồi. Tới rồi. Lên đi vô khỏe đi, về tới ngủ cho ngon. Dạ đi. Từ sáng cô nó có ăn gì đâu, con có ăn gì đâu. Hả? Sao vậy? Ăn ba vô phòng đó. Ăn ăn giờ. Giờ đói hả? Giờ đói. Méo bên luôn. Kéo luôn. Kéo luôn. Có tới rồi đó. Đó tới rồi. Ờ xe không đa xuống hả? Khỏe quá. Ừ, giờ trên này ta đi xuống nha. Dạ chị Đức. Nhà. Hồi nãy á, mấy cái này bà đi khỏe lắm. Ờ. Mà vừa rồi bà bị bệnh mà, cấp cứu à. Đó. Khỏe quá. Khỏe, khỏe. Chuột à. Nè. Đó, chuột chạy á. Một tí. Trời ơi, mua mấy cơm không vô xịt nước tương ăn cơm mà nó ngon gì đâu á, cười. Mua cơm không á. Trời ơi, chị Đức ơi, sao nồi tắm không ăn trời. Hả? Hả? Tắm gì? Tắm gì? Cơm tắm em nấu nồi cũng tắm á. Ừ. Trời ơi, sao sợ ba bên em không đủ ăn rồi. Ai nói chị vậy? Trời ơi, có đóng luôn. Có người nào ăn đâu. Chỉ có bà chị nè, Quyền nè. Nói chung có 7-8 người á. Ăn cái gì mà cái nồi đó. Ồ, sợ mình sợ bắn người ta nấu mình không phụ mắt mình kỳ. Trời mua mua vậy? Cơm kia 30.000 coi. Trời ơi ăn cơm mà nó ngon gì đâu á. Trời ơi rảnh quá trời quá đất. Ở nhà ăn không nổi ăn nó ngon. Hả? Đúng rồi già. À, mình lên trên chùa. À, gần tới rồi. Lên khúc nữa à. Lát quay đi xe xuống. Lúc con người mình về ở bên Ấn Độ hả? Đó, mình đi qua bên Côn Đảo nha, mình lên chùa. Đi một đoàn.
đường bên đó, hướng bên kia. Chị ơi, cho em chụp cái gì? Nhà, nhà, nhà. Đây là bị ở đây đúng không? Chụp 3 kiểu đi. Đẹp không? Cái cô đó có dễ thương. Chụp 3 kiểu bạn ơi. Quay thẳng về luôn đúng không? Rồi. Một cây này cây bồ đề. Cây bồ đề nhánh đó nè. Hả? Trên núi nhánh nó có tàn của đó. Bên cái nhà coi nha. Đó. Nè. Yeah. Cầm quay cho cô cái coi. Cô đứng đó ấy quay. Trên chùa cũng đỏ nha, cả nhà. Đó, chờ có anh à. Thấy. Anh đói anh lấy bông anh cắn à. Em bỏ được không? Bỏ lên được không? Được có đâu, mình bảo mình dựng lên gì đâu. Không, ông khỉ, à, không có. Sao? Trời ơi, ổng lên ổng ký hả, ông khỉ. Khỉ ổng lên, ổng lên, ổng làm đổ quá à. Ừ. Đói anh kiếm đồ ăn nè. Đói à. Ơ, đó, 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 đó. Đó. Sợ. Quậy vậy? Quậy. Ăn được hết coi. Đó nó ăn nó ở đó. Anh ăn giờ anh ăn, anh đói anh ăn á. Ăn à, ăn cái gì ăn gì sen á. À. Lấy gì? Mày. Nhưng mà để cho một bát thì ngon. Ừ. Cái này của mày. Rồi có rồi. Chứ bán hôm qua em dẫn một cái phải chua được cả bồ tát luôn. Đó mình lên trên chùa Văn Sơn. Dạ nè. Quên mấy đồ chơi. Trời ơi, vậy hai lẻ dữ ha. Đi xe vô này đẹp lắm đó. Dạ. Nước cúng Phật rồi ra ngoài sau cũng học é ha. Mở cô mở nắp giùm con rồi ăn con cũng thật.
chặt mình vô cho mình.